Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ video cách làm chả chiên hay là chả mỡ. Thì Diễm cũng có nhiều video chia sẻ về cách làm những cái món chả đó, thì mình cũng có thể tham khảo nha. Thì cái chả chiên này á, Diễm sẽ chia sẻ hai cách mình làm chín chả, hoặc là mình cho vô trong là nướng, hoặc là mình hấp sau đó mình chiên. Thì mình làm xong rồi mình so sánh xem hai cái loại chả với cái cách chế biến khác nhau thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả chiên hay là chả mỡ với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi pha cái gia vị ướp thịt, thì Diễm có 1/5 muỗng cà phê muối, Diễm cân là được 1 gram. Tiếp theo là 4 muỗng cà phê đường là 15 gram, 2 muỗng cà phê bột niêm gà là 10 gram, 1 muỗng cà phê bột nổi là 4 gram, 2,5 muỗng canh tinh bột khoai tây thì Diễm cân được 35 gram, 6 muỗng canh nước lạnh, cái này mình dùng nước thật lạnh nha, thì Diễm cân là được 100 gram, 2 muỗng canh nước mắm là 35 gram, cái này Diễm dùng nước mắm của Thái Lan nên nó sẽ lạt hơn là nước mắm của Việt Nam, cái độ đạm cao nha. Và 4 muỗng canh dầu á, Diễm cân được 60 gram. Mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó thật là tan đều với nhau á, mình để qua một bên ha. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, có thể mình pha cái này trước xong mình cất vô trong tủ lạnh. Tiếp theo là về thịt thì Diễm có 2 cái hộp thịt heo xay, mỗi hộp là 400 g. Thì thịt heo á, Diễm lưu ý là mình nên lựa cái thịt đó nó không có muối và nước, thì trên cái hộp thịt ở bên Naui bán ghi rất là rõ. Và cái lượng mỡ trong cái thịt này là 9%, thì làm cái chả mỡ hay là chả chiên này á, mình lựa cái thịt heo mà cái lượng mỡ nó cao á, thì làm nó sẽ ngon. Diễm thấy á, làm 20% rất là ngon, nhưng mà nhà Diễm thì không có thích ăn mỡ nhiều đó, nên Diễm làm 9%. Diễm cho 800 g thịt heo vào trong một cái túi, thì cái túi này nó là 6 lít nha. Sau đó mình khuấy lại cái hỗn hợp mà hồi nãy mình vừa pha đó cho đều, rồi mình chế vô cái túi ni lông đựng thịt, và mình sẽ bóp cho cái phần nước này nó thấm đều vô trong thịt là được. Mình không cần phải bóp thật là lâu ha. Nếu mà bạn nào ở Na Uy á, mình mua thịt mỡ 20%, mình có thể mua ở trong rề ma ha, hoặc là trong mini á, thì nó cũng có bán. Nhưng mà trong rề ma mình mua, mình lưu ý là thịt nó có ướp muối rồi thì mình phải giảm lại lượng nước mắm và lượng muối nha. Thịt sau khi thấm đều rồi thì mình dàn ra cho mỏng, thì cái độ dày nó khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 cm á. Như vậy thì mình đông đá nó rất là nhanh đông, và lúc mà mình xé ra để mình quết cũng dễ dàng hơn. Mình cất vô trong tủ đông 3 tiếng nha. Diễm thấy cái thời gian 3 tiếng này thì thịt nó đông rất là ngon. Ở đây Diễm có miếng mỡ heo này là 100 g, thì mình lựa cái miếng mỡ nào nó chắc á, mình cho vô trong cái chả nó sẽ ngon. Thì lượng mỡ là từ 10 tới 20% tùy mình thích ăn nhiều hay là ăn ít. Mỡ heo mình có thể cho vô trong tủ đông đá khoảng cỡ 30 phút đó. Khi mà mình đem ra miếng mỡ nó săn chắc lại thì mình cắt nó dễ dàng hơn. Đây là 100 g mỡ Diễm đã cắt xong rồi, bây giờ mình đem mình cất vô trong tủ lạnh do mỡ nó được tươi và nó lạnh. Thịt sau khi cất trong tủ đông đá được 3 tiếng thì mình thấy nó đã đông cứng, có những chỗ thì nó cũng hơi mềm và nó dẻo ha. Mình cố gắng mình bẻ cái miếng thịt ra cho nhỏ nhỏ đó, để mình cho vô trong máy xay hoặc là máy quết đó, nó được dễ dàng hơn. Thì hôm nay Diễm sẽ dùng máy quết nha. Diễm dùng cái cây quết chữ khô này. Thì đầu tiên á, lúc nào cũng vậy, mình bật cái số nhỏ nhất ha, miễn sao cho cái máy nó chạy là được. Mình sẽ để cho cái máy nó quết ở cái tốc độ thấp nhất này trong vòng 2 phút. Thì mình quan sát ở đây mình thấy cái máy nó chạy rất là nhẹ nhàng á. Mình không có nên bật cái số lớn trong cái lúc đầu này, tại vì thịt nó còn cứng lắm đó. Thì sau 2 phút á, để Diễm tắt máy thì cái thịt nó là như vậy. Nó còn đông đá rất là cứng nhưng mà nó đã tơi ra rồi đó. Thì bây giờ mình mới tăng cái tốc độ của máy lên, thì Diễm sẽ tăng lên số 1. Cái này là tùy công suất của cái máy của mình ha. Tại cái máy của Diễm công suất nó 1700W đó, nên Diễm để số 1 Diễm thấy nó đủ. Thì mình sẽ quết ở cái tốc độ thấp này trong vòng 4 phút nha, giúp cho thịt giống như nó đã tơi ra rồi và bây giờ nó sẽ quyện lại. Thì mình thấy gần 4 phút đó, nó sẽ đóng lại thành từng cục như vậy nè. Và cái máy của mình lúc này bắt đầu nó rung lắc rồi ha, để Diễm ngừng tí xíu. Đó, nó đóng lại và nó dính vô trong cái cây quết luôn đó. Thì mình dùng cái muỗng á, mình tơi nó ra tí xíu giúp cái máy nha. Và mình sẽ tăng lên cái tốc độ trung bình, thì Diễm sẽ để ở số 3. Lúc này á, do thịt nó quyện lại thành khối và nó đông đá nên cái máy của mình nó sẽ rất là rung và lắc. Thì cái máy Kenwood này á, Diễm thấy á, nó đánh nó rung nó lắc, nhưng mà khi mà thịt tan rồi như vậy nè thì bắt đầu nó sẽ êm lại, nó không còn lắc nữa, thì mình không cần vịn ha. Nhưng mà cái lúc đầu thì mình nên vịn cái máy.
Sau 4 phút ở cái tốc độ trung bình thì mình thấy thịt nó đã dẻo và nó nhuyễn như vậy. Như vậy cũng là đạt rồi ha. Nhưng mà Diễm muốn cho nó dẻo hơn nữa. Và mình sẽ kiểm tra, mình thấy cái award của mình nó còn rất là lạnh đó. Nó đóng hơi lạnh ra ngoài như vậy luôn nè. Thì bây giờ Diễm mới tăng lên cái tốc độ cao. Diễm bật ở cái số 6 và mình quết ở cái tốc độ cao này trong vòng 2 phút nữa thì Diễm thấy cái giò chả của mình nó đạt. Cái này là tùy cái công suất của máy ha. Nếu mà cái máy của mình sau cái khoảng thời gian mà 12 phút rồi á, mà mình thấy nó chưa có nhuyễn á, mình kiểm tra mình thấy thịt hết lạnh thì mình nên cất lại trong tủ đông đá nha, rồi mình mới quết tiếp. Thì đó, cái này là Diễm quết tổng cộng là 12 phút nè ha. Nó nhuyễn, nó dẻo ha. Và cái thịt nó đã chuyển sang cái màu hồng. Thì mình mới cho vào một muỗng cà phê. Thì Diễm cân được 3 gram bột hành. Một muỗng cà phê tiêu trắng ha. Thì Diễm cân được 2 gram. Và mình lấy cái phần mỡ hồi nãy mình cất ở trong tủ lạnh á, mình ra mình cho vào luôn. Thì cho vào hết rồi á, mình bật cái máy lên tốc độ cao ha. Và mình quết trong vòng 1 phút nữa cho bột hành nè, tiêu nè, với lại mỡ nó trộn đều với lại giò sống á, là mình tắt máy được. Nếu mà mình không có máy quết, mình dùng máy xay thì mình xay, mình cũng xay từ từ, nhưng mà tối đa thời gian là 5 phút. Cái này Diễm quết xong rồi mà cái âu của Diễm cũng còn rất là lạnh nè. Thì mình nhìn kỹ thịt á, nó sẽ dẻo ha, và nó dính vô trong cái muỗng mình lắm. Còn nếu mà mình thấy mình múc ra mà nó tuột ra hết thì cái đó thịt chắc chắn nó sẽ bị bở. Diễm sẽ lấy một tờ giấy nướng bánh có chiều ngang là 37cm và chiều dài là 42cm. Mình chia cái giò sống ra làm đôi thì Diễm cân khoảng 550g á, mình cho vô ngay giữa cái tờ giấy nướng bánh và mình sẽ tém, mình làm cho cái miếng thịt nó chắc, nó gọn lại á, thành giống như là một cái hình chữ nhật gì đó. Có chiều ngang là 15cm và chiều dài khoảng 20cm. Mình xếp cái tờ giấy nướng bánh lại như vậy, mình gói chả ở trong thì lúc mình hấp hoặc là mình nướng á, cái chả của mình nó sẽ không có bị khô. Hoặc là nếu mình muốn, mình cũng có thể cuốn cái cây chả lại thành hình tròn ha. Diễm thì Diễm chả mỡ, Diễm thích nó hình dẹp dài như vậy hơn. Mình chỉnh miếng chả lại cho ngay ngắn rồi mình cho lên cái vỉ nướng ha. Mình đặt vào cái rãnh giữa của lò, cho chả vào lò rồi mình mới bật lò nha, mình không làm nóng lò trước. Mình bật hai lửa trên và dưới, không bật quạt nha. Và nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Thì cái thời gian nướng cho cái miếng chả chính sẽ là 15 phút ha. Diễm đã canh chỉnh rồi thì nếu mà mình dàn cái miếng chả ra mà với cái kích thước như vậy thì mình nướng 15 phút là được. Trong lúc này thì mình sẽ đi pha một muỗng canh dầu ăn và một muỗng canh dầu màu điều ha, để mình phết lên chả giúp cho cái chả mình nó thơm và có cái màu đẹp đó. Cái này Diễm cho 1/2 muỗng canh thì Diễm thấy cái màu nó hơi lợt. Mình cho một muỗng canh dầu màu điều thì Diễm thấy cái màu nó đậm, nó vàng, nó đẹp hơn. Sau 15 phút thì Diễm lấy chả ra, mình cẩn thận nha, tại lúc này chả nó còn nóng đó. Mình lật lại và bây giờ mình mở cái miếng chả ra. Và mình dùng cái cây cọ hoặc cái muỗng cũng được, mình phết cái lớp dầu nè lên trên cái mặt chả. Mình phết dầu đều hết hai mặt của chả luôn ha. Làm cách này thì cái miếng chả của mình nó không có bị khô và nó cũng có dầu, nó thơm, nó giống như là mình chiên vậy đó. Sau khi phết đều rồi, mình cũng đặt chả ở rãnh giữa của lò nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong vòng từ 5 tới 7 phút thì chả của mình nó chín ha. Khi chín thì mình lấy ra mình để nguội. Tiếp theo thì miếng chả này Diễm sẽ mang đi Diễm hấp, thì mình cho vô cái xửng hấp ha. Mình để cái xửng hấp lên rồi mình mới bật bếp nha. Mình bật bếp lên ở cái lửa lớn nhất á, cho nước nó sôi. Khi mà mình thấy nước nó sôi rồi á, mình nhìn mình thấy nó sẽ bốc hơi lên rất là nhiều ha. Thì lúc này á, mình mới hạ xuống cái lửa trung bình và mình hấp. Trong vòng 15 phút á, thì cái chả của mình chín ha. Tính từ lúc cái nước sôi là 15 phút nha. Đây là chả Diễm hấp được 15 phút nè, cái hơi nước nó đọng rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, rồi sau đó mình lấy một cái tờ giấy nhà bếp á, giấy dùng cho nhà bếp á, mình thấm cái nước này cho nó khô. Để bây giờ mình sẽ mang mình chiên lại đó. Nếu mà mình để nước nhiều như vậy thì mình chiên á, nó sẽ bị văng dầu nhiều lắm. Diễm lấy một cái chảo, tùy cái chảo mình lớn hay nhỏ, mình cho vô khoảng cỡ 100ml dầu. Muốn cái chả nó vàng đẹp á, mình có thể cho thêm tí xíu dầu màu điều vào ha. Mình chiên ở cái lửa trung bình ha, đều hai mặt hết từ 3 cho tới 5 phút á, thì cái chả của mình nó sẽ thơm và nó vàng. Đừng có chiên lâu quá nha, tại vì chiên lâu thì nó bị khô đó. Thì lúc mà Diễm chiên á, Diễm xay như vậy nè, xong cái Diễm dở lên Diễm kiểm tra, nếu mà Diễm thấy vàng á thì Diễm đảo cái mặt nó qua. Mình cũng tiếp tục mình chiên. Vừa thơm là được ha. Khi mà mình thấy chả nó chín đều hai mặt hết rồi thì mình vớt ra.
đây là hai miếng chả, cái này là chả hấp để mình chiên nè. Còn kế bên là cái miếng chả mà mình nướng. Nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy cái chả mà mình hấp mình chiên á, nó sẽ phồng hơn và nó mềm hơn cái chả mà mình nướng tí xíu. Tại vì mình nướng nó sẽ bị mất cái hơi nước nhiều hơn đó. Để Diễm cắt cái miếng chả mà ở trong lò nướng ra. Đó, nó rất là chắc ha. Và nó Diễm thấy ăn rất là ngon. Nó đậm hơn là cái miếng chả mà mình hấp, tại vì nó bị hơi nước bốc ra đó. Nó cũng dai, nó cũng dẻo, nó cũng giòn, rất là ngon. Trong khi cái miếng chả mà mình hấp và mình chiên á, thì Diễm thấy cái vị nó lạc hơn tí xíu. Và do mình có bỏ đường á, nên mình cảm giác nó sẽ ngọt hơn. Dưới cả hai cách chế biến này thì Diễm thấy chả ra đều ngon. Nếu mà cho Diễm chọn, Diễm sẽ chọn cái cách nướng. Tại vì mình đỡ mất công hấp rồi chiên cũng hôi nhà đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món chả chiên này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.